hello hello chào các bạn nha lại là mình đây Hôm nay tôi sẽ làm một cái hồ thủy sinh cubic 30 cm, không cần dùng CO2 luôn nha. Này các bạn mua tép lọ màu về bỏ vô hoặc là nuôi cá bảy màu, cá gốc bi đều được nha. Đầu tiên là phải có phân nền. Cái hồ nhỏ xíu vậy thôi với tôi dùng 3 kg phân nền lận á. Này trên video tôi dùng cây săn nền cho nó chuyên nghiệp chút xíu mà chứ không mà tôi lấy tay tôi wow, tôi quét qua quét lại nó cũng bằng phẳng à. Sau đó tôi dùng đá, đá này có tên là đá kẹp kem nha. Chỉ cần bốn cục là tôi có thể làm được một layout cubic này rồi. Này tôi thấy không vừa ý tôi nên tôi để lại chỗ khác Rồi tôi lấy tay tôi quét luôn nè thấy nhìn cũng bằng phẳng không nên nhanh gọn lẹ chút xíu là tôi đã làm xong cái la ao rồi nè rồi tiếp theo tới phần vô nước khi mà vô nước tôi lấy cái bao ni lông tôi để ở dưới nền đó. rồi lấy nước để vô để cho nó khỏi bị bắn mấy cái bụi lên đó sau khi tôi vô nước xong nhìn nước nó trong vắt à chứ nó đâu có bụi bặm gì đâu cái nước bắn tung té quá tôi lấy cái áo tôi lâu luôn cho nó sạch theo là tới phần trồng cây nè như đã nói tôi dùng cái nhíp này nhìn cho chuyên nghiệp vậy thôi chứ tôi lấy cái tay á, tôi cắm xuống cũng được nữa cái hồ này chút xíu à bạn nào mà quen dùng nhíp rồi á thì nó thấy nó tiện lợi hơn nha nó dễ nó dễ cắm cây xuống với lại cây nó sâu xuống tuốt ở dưới đất luôn á cái này có tên là tiểu báo tháp nha tiểu báo tháp thì cực kỳ dễ chăm sóc và dễ chơi luôn cũng đòi hỏi CO2 phải cao gì hết trơn á chỉ cần cái hồ bình thường thôi nước mà nó ổn định rồi là, là nó phát triển lên ầm ầm luôn còn tiểu báo tháp người ta hay chơi những cái hồ cá gấp bi ở ngoài trời á nhìn top view á nhìn từ trên nhìn xuống á nhìn đẹp Hay chơi mà dễ chăm sóc nữa thì tựa tựa nó cũng giống như rồng la hán vậy đó báo tháp thì nó phụ thuộc vào cái cường độ ánh sáng á nhưng những cái hồ ngoài trời có nắng mặt trời mà chiếu xuống á nó phát triển phát triển tốt lắm mấy cái hồ mà ở trong mát hay là ở trong bóng tối mà không có ánh đèn này nè là nó tèo hết trơn à còn cái phần nền này nè giống cỏ đó là có tên là ngu ma chiên nha chiên mình đang dùng là ngu ma chiên lùng xè tưởng thì ngu ma chiên cực kỳ dễ chơi luôn Trồng tiền cảnh nó sau một khoảng thời gian một tháng nó lan đầy hết trơn luôn nó full nền luôn này trồng tiền cảnh không cần co 2 nhưng mà nó vẫn phát triển tốt bình thường nha các bạn chỉ cần thay nước cho nó thôi để tránh bị rêu hại á thì mình thay nước mình thay 40% giữ lại 60% Vì mỗi lần thay nước á thì ở trong nước nó có một lượng CO2 nhất định nó sẽ giúp cho cây phát triển nó này nếu mà các bạn thấy hay á, cho mình một like và một follow nha mình sẽ ra nhiều video hơn nữa cảm ơn các bạn